Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông ha. Hôm nay quay cho anh trai bán một cái đuôi tàn hen hiệu K1500 nha anh em. Thì đuôi này cũng đã qua sử dụng nên anh bán giá rẻ lại cho anh em xài ha. Sử dụng rồi nhưng mà lóc còn rất là đẹp nha anh em. Lóc nước sơn đâu còn rất là đẹp ha. Này thì hình như là chưa có bung nha anh em. Chưa có bung đồ, chưa làm gì hết ha. Đó. Thì anh nói có vàng sới cũ quá nên anh bán cái đuôi thôi, còn cái vàng sới anh tặng cho anh em nha. Nó dính sẵn á. Vàng sới thì cũ nha anh em. Nhưng mà nhông cỏ đâu xài ok ha, nó bị mục mấy cái tấm ê nè. Nên anh nói anh tặng thêm vàng sới đó, anh bán cái đuôi thôi. Anh em muốn bỏ vàng sới cũng được nha. Bỏ thì trừ chút đỉnh tiền nha. Đó. Nói chung dàn sới thì nhông hợp nhông rồi ok hết ha. Anh em về lọp lại là sới ok nha. Quan trọng là cái hộp số này anh em ơi. Quan trọng hộp số thôi. Hộp số thì ok rồi. Còn dây thắng rồi là còn đầy đủ ha. Có dây ba da bị đứt. Còn dây kéo ba da bị đứt nha anh em. Dây kéo ba da nè bị đứt nha anh em. Nào đâu đó thì mình quay cho chi tiết cho anh em xem để anh em dễ mua ha. Càng rộng còn rất là chuẩn nha. Càng nè có mặt số thì bị gãy mẻ mặt số ha. Đó, nền máy nha. Nền máy sexy thì cứng cáp ha. Thì dòng này thì có mang theo cục bơm nè anh em, rin luôn nha. Chuyền ống nhớt xuống để bên đùi ra nè, cho háng nó rộng ra. Thu ra thu vô được nha. Nè, bên đây nè, có hai cái ti nè. Anh em muốn háng rộng thì mình làm cho nó ra được nha. Thì cái gọng chữ A cũng còn rất là cứng nha, nó bị chỉ bị xuống nước sơn thôi nha anh em. Thì anh bán giá rẻ, anh em có nhu cầu mua thì alo số phone tiêu đề gặp ngay ảnh ha. Thì có đi chung là bánh lòng bự luôn nha anh em. Bánh lòng này chiều cao nó tầm 8 tấc. Mình đoán nó tầm cao tầm 8 tấc ha. Hai bên luôn nha. Cái bu ly thì cũng có mẻ mẻ nha anh em. Mẻ nhưng mà vẫn còn ok, vẫn còn xài được nha. Nè, có mẻ mẻ. Ba rảnh lận. Không sao ha. Nước sơn ok ha. Này, chủ yếu hộp số ok là được anh em ơi. Giá rẻ mà. Giá cực rẻ nha anh em. Rồi, không để anh em mất thời gian chạy đâu. Mình tiến hành báo giá nha anh em. Anh chủ bán trọn bộ đuôi tàn hen như vậy giá là 7 triệu ha. Anh em muốn mua thì alo số phone tiêu đề là gặp ngay ảnh ha. Là vàng sới là anh tặng kèm nha anh em. Anh em không mua vàng sới vẫn được nha. Bỏ lại vẫn được nha. Rồi, xin chào anh em. Hẹn anh em video tiếp theo.